Tình bạn là một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Nhờ có những người bạn mà thế giới của chúng ta trở nên thú vị và đầy màu sắc. Linda đang tưới cây kìa. Con gái của bố. Sao hôm nay bố về muộn thế? Đây là bạn của bố. Cháu chào chú ạ. Ngoan lắm, dạo này Linda càng lớn càng xinh đấy nhé. Ôi vui quá đi mất. Mình phải đi khoe mới được. Con bé làm sao thế nhỉ? La 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 la, nhìn mình thật là xinh đẹp. Ai mà xinh thế không biết. Ông ơi, ông thấy con thế nào? Cháu gái ông là xinh nhất rồi. Thích quá đi mất. Ông ơi, nhìn này. Ông thấy cháu có gì khác không? Kiểu tóc mới của con đẹp lắm. Con tự làm đấy mà. Con bé này lạ thế nhỉ. Thôi con đi chơi đây ông. Con đi đường cẩn thận nha. Ơ hay, con cứ để con bé đi đi. Tìm đây xe chơi thôi. Mình cho cậu mượn này. Daisy ơi. Bạn ấy là ai thế cậu? Cậu ấy là Peter, hàng xóm mới của mình. Mình cùng chơi với bạn ấy nhé. Không, tớ không muốn chơi với cậu ấy đâu. Sao cậu lại nói thế? Tớ xinh đẹp như thế này cơ mà, sao phải chơi với cậu ấy? Ôi không, lời nói của Linda đã làm Peter bị tổn thương rồi. Bố và ông đang cùng nhau dọn lại căn nhà. Ông ơi, bố ơi. Con đây rồi, giúp bố một tay nha. Không, con xinh đẹp như thế này thì sao phải làm việc nhà, bỏng lắm. Thế là như thế nào? Ôi, cái này là khăn lau bàn mà. Daisy đang làm gì nhỉ? Ơ, mau đuổi theo mình đi. Linda đang rất tức giận khi thấy Daisy chơi cùng với người khác. Ôi trời, sự việc ngày càng tệ đi rồi. Cậu có sao không? Sao cậu lại làm thế? Tớ không thích cậu chơi chung với Peter. Vậy thì bọn tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Mình đi thôi. Ơ, mình đã làm sai rồi sao? Linda rất buồn bã vì người bạn thân nhất của cô bé lại không muốn chơi với cô nữa. Linda, có chuyện gì làm con buồn vậy? Con xinh đẹp thế này mà các bạn lại không muốn chơi với con. Xinh đẹp là tốt, nhưng con cần phải khiêm tốn, thân thiện với các bạn. Chỉ có chân thành mới đổi được chân thành thôi con à. Dạ con hiểu rồi, con phải đi xin lỗi Peter đây. Tớ giận trước rồi nhé. Tốt lắm Peter. Quả bóng đang lăn tới chỗ của Linda kìa. Bóng này rồi. Sao lại là cậu ấy? Bóng của cậu này. Mình cảm ơn. Ôi, hình như Peter tha thứ cho Linda rồi. Chuyền bóng cho tớ đi. Ba bạn nhỏ đã làm lành và chơi với nhau rất vui vẻ, như chưa từng có cuộc cãi vã. Bạn bè có cãi nhau mới là bạn bè tốt. Giận nhau nhưng vẫn không đánh mất đi tình bạn, đó mới chân chính là bạn bè thực sự. Ôi, Daisy đang làm gì vậy nhỉ? Hóa ra là bạn ấy đang vẽ tranh. Nhìn đẹp quá. Bố ơi, nhìn nè. Wow. Con gái bố vẽ tranh đẹp thật đấy. Đợi bố một chút. Đây là phần thưởng dành cho con. Cảm ơn bố ạ. Là sô-cô-la nè. Daisy được bố cho kẹo kìa. Mình cũng muốn ăn nữa. Bố ơi, con cũng muốn ăn sô-cô-la. Bây giờ bố sẽ tổ chức một cuộc thi vẽ. Ai vẽ đẹp hơn, người đấy sẽ được một thanh sô-cô-la. Vâng không? Vẽ gì ạ? Vẽ ước mơ của các con trong tương lai nha. Vâng ạ. Trong tương lai mình sẽ làm gì nhỉ? Ôi, ước mơ của Daisy là được làm giám đốc, thì bạn ấy có thể ăn vặt thỏa thích. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Sẽ lên đây nào. Mình làm gì được nhỉ? Đứng lại. Chúng ta chia nhau ra đuổi theo đi. Mình thoát rồi sao? Tên trộm kia, hãy đầu hàng đi. Chuồn máu. Chạy đi đâu? Mày đã chịu đầu hàng chưa? Tôi biết lỗi rồi. Xin hãy tha cho tôi. Con gái bố giỏi lắm. Ôi, Candy muốn trở thành cảnh sát giống như bố. Chị sẽ đuổi kịp em. Hai bạn nhỏ miệt mài vẽ tranh,
quên đi cả thời gian đang trôi qua nhanh. Xong rồi. Bố ơi, đây là tranh của bọn con ạ. Ôi, Daisy vẽ đẹp quá. Làm tốt lắm. Bố rất hài lòng. Tranh của Candy cũng đẹp không kém. Còn bé muốn làm cảnh sát giống mình sao? Con muốn trở thành cảnh sát sao? Vâng ạ. Thế tại sao con lại muốn làm cảnh sát? Vì bố trông thật ngầu và dũng cảm ạ. Đến giờ phát quà rồi. Con cảm ơn bố ạ. Thế còn con thì sao? Ta da. Là mũ cảnh sát. Con thích lắm. Món này là bố chuẩn bị riêng vì mong ước ý nghĩa của con đó. Con cảm ơn bố nhiều ạ. Ôi thích quá. Chị Candy ơi, em cho chị một cái này. Các con hãy mãi yêu thương nhau như thế này nha. Đứa trẻ nào cũng có ước mơ, dù lớn hay nhỏ, dễ hay khó thực hiện thì cũng đều đáng được tôn trọng. Nó lại là nguồn động lực to lớn thúc đẩy chúng ta nhanh chóng trưởng thành. Không ai đánh thuế ước mơ, nên ta đừng ngừng mơ ước. Một ngày thử làm cảnh sát của Jenna. Cảnh sát Jenna đang ngủ gật kìa. Ồ, là bà cụ Daisy. Cảnh sát ơi, dậy đi. Cảnh sát xin chào, bà mau vào đây đi ạ. À, tôi có thể giúp gì cho quý bà? Con cún của tôi mất tích rồi. Ồ, là hình của bà cụ cùng chú cún. Đừng lo, tôi sẽ giúp bà. Xuất phát nào. Ở đây không có gì. Bên này nữa. Vẫn không thấy chú cún đâu. Chỗ này cũng không có. Cún ơi, bạn đang ở đâu vậy? Jenna dùng ống nhòm để tìm chú cún nhưng vẫn không thấy đâu. Mình vẫn không tìm thấy. Ôi, đây không phải là chú cún bị mất tích sao? Dừng lại. Con của bà đây mà, nó có mất tích đâu. Ta xin lỗi, nó tự tìm về đây. Cún con đáng thương của tôi. Cún đây rồi. Ta không biết làm thế nào để báo cho cháu biết. Hả? Nó ở ngay đây này. Là số điện thoại của cảnh sát Jenna. Ôi, ta không thấy. Xin lỗi cháu, ta có món quà muốn tặng con. Con cháu cảm ơn bà ạ. À, thôi ta về đây, tạm biệt. Đi nào cún. Bánh nhìn ngon quá. Tiếng gì vậy nhỉ? Là tiếng khóc của trẻ em. Sao em lại ngồi đây? Bố mẹ em đâu rồi? Đi vào đây với chị nào. Em đừng khóc nữa. Ui, mùi gì thế nhỉ? Đến lúc thay biển cho em rồi, cảnh sát Jenna ơi. Mình làm được mà. Sao em vẫn khóc nhỉ? Em mau uống đi. Ôi, em đang nín khóc rồi kìa. Em uống ngoan nhé. Rồi chị sẽ dẫn em đi tìm bố mẹ. Chúng ta đi nào. Đằng trước hình như có một bóng người. Liệu đó có phải bố mẹ của em bé? Bà ơi, đây có phải là cháu của bà không ạ? Đúng rồi, là cháu của ta đó. Ui, đáng sợ quá. Đưa đứa trẻ con cho ta nào. Chạy thôi. Tức thật đấy. Đằng kia có người. Liệu có phải là bố mẹ của em bé không nhỉ? Cô ơi, ai gọi tôi thế? Giật cả mình. Đây có phải là con của cô không ạ? Không không, đây mới là con của tôi. Vậy là cảnh sát Jenna lại thất bại rồi. Em đứng đây chờ chị nhé. Chú ơi, em bé kia có phải là con của chú không ạ? Em bé hả? Không đâu, con của tôi ở đây mà. Vậy à, tôi xin lỗi. Kỳ lạ. Con trai ơi, đến giờ thay bỉm rồi. Ôi, con của tôi đâu rồi? Chị không tìm được bố mẹ cho em rồi. Chị xin lỗi. Đợi một chút. Ôi, đúng là con trai của tôi rồi. Con chú á. Đây là con trai của tôi. Chú ấy có phải là bố của em không? Đúng ạ. Cảm ơn cảnh sát Jenna đã giúp tôi trông chừng thằng bé nhé. Mệt quá. Đúng là làm cảnh sát thật không dễ dàng gì các bạn nhỉ. Làm cảnh sát mệt thật đấy, nhưng cũng có rất nhiều niềm vui. Nhất là khi chúng ta giúp đỡ được người nào đó và được họ cảm ơn bằng cả tấm lòng. Run, run, chiu chiu. Hả? Ủa ai vậy nhỉ? Sao không có ai vậy nhỉ? Hả? Wow.
Nó chẳng phải là cây gậy thần kỳ hay sao? Ai đã để nó ở đây vậy nhỉ? Thôi kệ, giờ nó là của mình rồi. La 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 la. Mình phải dùng thử mới được. Ốm la la, giết. Wow, thật là tuyệt vời. Mình sẽ sử dụng nó để đi chọc mọi người. À ha, anh Jerry. Ôi, trời ơi, cái gì thế này? Mình đã ăn bánh mà. Jerry, là do em bày trò đúng không? Ôi, chạy thôi. Đã lâu rồi mình không dùng lại bột cọ trang điểm này. Các bạn thấy như thế nào? Đánh một chút má hồng nào. Được rồi. Mẹ đây rồi. Mẹ đang trang điểm mà. Dừng lại. Sao mình không cử động được thế này? Suri, để càng giúp mẹ trang điểm nhé. Ôi không, Suri, con đang làm trò gì vậy? Sắp được rồi mẹ ơi. Gì vậy trời, lại còn dám vẽ râu cho mình. Xong rồi, mẹ thấy có đẹp không? Con đi đây. Biến. Suri, con mau đứng lại cho mẹ. Ôi, chạy thôi. Năm năm, ngon quá. Đã lá lá. Hát được rồi. Ủa, chị đi Lê đang ăn biến biến kìa. Mình cũng muốn ăn. À, đúng rồi. Dừng lại. Chị đi Lê. À, vậy mình có biến biến ăn rồi. Ngon quá đi mất. La la la, mình sẽ ăn hết bim bim luôn. Bim bim này sẽ là của em. Ha ha ha. Ngon quá đi mất. À quên, mình chưa giải phép cho chị Billy. Biết. Ủa, bim bim của mình đâu mất rồi ta? Kỳ lạ thế nhỉ. Sorry, trả bim bim cho chị. Ui, chạy mau. Đứng lại. Ui da, Sorry gật gật quá đi mất. Mau bắt lại. Đứng lại. Đứng lại cho mẹ. Biết. Hả? Ôi trời đất ơi, sao buồn cười thế này. Buồn cười quá. Mình không cửa lại được luôn. Mắc cười quá. Hả? Ôi, cây gậy phép bị làm sao thế này? Chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Chúng ta trở lại bình thường rồi này. Sorry. Ôi không, đừng. Em sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Tiếng. Ôi. Em biết lỗi rồi. Mọi người tha lỗi cho em đi mà. Đáng đời em lắm Sorry. Mọi người ơi, mọi người ơi. La 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 la. Ở kia có gì vậy nhỉ? Mọi người mau lại đây mua dứa đi nào. Dứa tươi ngon ngọt, thơm lắm đó. Lại đây nào, mãi vô. Chào anh Daniel. Chào Gina. Anh mua dứa cho em đi, dứa của em ngon lắm đó. 5 đồng một trái thôi, mua đi nha. Thơm quá. Nhưng mà anh chỉ có 1 đồng thôi. Chỉ có 1 đồng thôi sao? Ờ, sao vậy nhỉ? Gina đang không để ý. Vậy mình sẽ lấy trộm 1 quả về. Quả này đi. Chạy về nhà nhanh nào. Vậy là thoát rồi. Ôi trời ơi, mình bị lừa rồi. Ôi, ai lấy dứa của mình thế này? Là ai được nhỉ? Thôi không sao, mình vẫn còn cái khác để lên trên. Vậy là lại sẵn sàng chào đón khách hàng rồi. Mình phải làm lại mới được. À đúng rồi, phải tẩy trang trước đã nào. Mua dứa đi mọi người ơi. Anh ơi, mua dứa đi anh. Dứa thơm ngon cực, mua cho em nha. Nhưng mà anh chỉ có 1 đồng thôi. Lại 1 đồng thôi sao? Cơ hội đấy rồi. Lần này còn lâu mới lừa được ta nha. Mình sẽ lấy quả này. Ôi, trên
bị lấy trộm dứa rồi kìa. Chị Gina, có người vừa lấy trộm dứa của chị đi rồi kìa. Ôi, dứa của mình. Ồ, Gina gọi gì vậy nhỉ? Alo, có một tên trộm dứa. Có trộm sao? Được rồi, chị đến ngay. Có chuyện gì vậy Gina? Có tên trộm đã lấy mất dứa của em rồi. Ok, để chị lo. Ôi, thơm quá. Ăn thôi nào. Hả? Sao lại thế này chứ? Mình lại bị lừa rồi. Trời ơi là trời. Ý, dứa đâu thế này? Ở đây chứ đâu. Hả? Muốn ăn dứa đúng không hả tên trộm? Theo ta về trụ sở, nhanh. Tặng em quả dứa này vì đã giúp chị bắt trộm nhé. Cảm ơn em nhiều nhé Candy. Wow, có nhiều màu sắc đẹp quá. Mình sẽ vẽ với màu đỏ đầu tiên. Phải vẽ một bức tranh thật đẹp mới được. Các bạn nhìn đây. Đầu tiên là lấy mực đã nào. Giờ mình sẽ vẽ một hình người vào đây. Lấy mực tiếp nào. Wow, nhìn hai bàn tay trong tranh này. Đẹp không các bạn? Gina ơi, ăn hoa quả thôi. Nào, mà ăn đi nào. Khoan đã Gina, tay bận thế này mà muốn ăn sao? Con mau đi rửa tay cho sạch sẽ đi. Không, con không muốn rửa tay đâu. Được rồi, đợi mẹ một chút. Nào, nhìn vào chiếc gương thần kỳ này đi. Ôi không, trên tay Gina đã có nhiều vi khuẩn quá đi. Mẹ đợi Gina đi rửa tay nhé. Mình phải rửa thật sạch sẽ trước khi ăn mới được. Nên rửa với nước rửa tay để sạch thật sạch nhé. Cuối cùng thì mình cũng có thể ăn rồi. Ngon quá. Giờ ăn táo nhé các bạn. Chuối cũng ngon lắm này. Hả? Gì thế này? Con ăn kiểu gì đấy hả Gina? Con nhìn xem các bạn đang nhìn con kìa. Ôi không, mình phải dọn gọn gàng sạch sẽ lại thôi. Phải như vậy chứ. Chị Gina đang chơi trò gì vậy? Chào Candy. Không được, em bỏ ra đi. Mẹ ơi. Có chuyện gì vậy Candy? Chị Gina không cho con chơi cùng mẹ ạ. Gina, con hãy nhìn đi kìa. Nếu như em Candy đang chơi và con muốn chơi cùng nhưng em không đồng ý thì con sẽ cảm thấy thế nào? Dạ con hiểu rồi. Candy, mình cùng chơi nào. Phải lắp thật chặt nhé Candy. Vậy thôi nào. Buồn ngủ quá đi. Gina, Candy ơi, dậy đánh răng rửa mặt đi nào. Dậy nào, dậy nào. Chúng còn không thích đánh răng đâu. Nhanh, dậy đi. Hãy nhìn kia, răng các con đang có rất nhiều vi khuẩn tấn công đó. Con muốn đánh răng mẹ ơi. Phải vậy chứ. Các bạn nhớ đánh răng thật kỹ ngày 2 lần sáng và tối như chúng mình nha. Cả gia đình Gina, Candy, Suri và mẹ Amanda đang ngủ rất ngon. Ồ không, Gina không ngủ sao? Dậy đi chơi thôi nào. Ồ, chị Gina đi đâu vậy? Mình cũng dậy đi chơi thôi. Hả? Candy đi đâu thế nhỉ? Vậy mình cũng dậy thôi. Đâu rồi? Mấy đứa đi đâu hết cả rồi? Candy ơi! Gina! Thật là hư quá đi mất. Không biết mấy đứa có trốn ở đây không nhỉ? Con trốn ở đây mà mẹ. Ở đây không có.
bên dưới này có không nhỉ? Ủa? Chân của ai đây? Để xem là ai nha. Bị lộ rồi. Mau ra đây với mẹ nào. Mẹ bắt được rồi nha. Giờ thì đi ngủ nha. Nào, mau nằm xuống đây nào. Con nằm yên nha. Vẫn còn Suri và Candy nữa. Ở đây có ai không nhỉ? Trốn ở đâu được nhỉ? Ồ, đúng rồi. Nào, thử mở ra xem trong này nha. 1, 2, 3. Bị lỗ rồi. Mẹ bắt được rồi nha. Bây giờ đi ngủ thôi nào. Candy nằm xuống đây với chị Jenna nhé. Chị cũng bị mẹ tìm thấy rồi à. Hai đứa ngủ đi, mẹ đi tìm chị Suri biết chưa? Để xem nào. Suri có thể trốn ở đâu được nhỉ? Ở đây cũng không có. Còn trốn trong này mà mẹ. Tiếng cười ở đâu ra vậy nhỉ? Chả nhẽ mình nghe nhầm sao? Cái gì vậy? Sao cái con Minion này đáng nghi thế nhỉ? Để xem nào. À, mình nghĩ ra rồi. Bị phát hiện rồi. Mẹ giỏi quá. Vậy giờ thì đi ngủ nha. Đi nào. Lần này nhớ đi ngủ ngoan nhé con. Mẹ. Vào trong thôi nào. Các con nên nhớ, đến giờ đi ngủ là không được đi lung tung đâu nhé. Thế đấy các bạn ạ. À.